Thưa tất cả bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay giá cà phê tại hai sàn cà phê là London và New York thì quay đầu tăng trở lại bà con nha. Xin chào mừng bà con và mọi người đã quay trở lại cái đà phao mình nha. Mình đà phao đây. Thì bà con hôm nay ngày 13 tháng 1, mình đà phao hào cho bà con, cho mọi người một ngày mới thật là nhiều sức khỏe nha. Bây giờ mình mời bà con và mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê tại hai sàn London và New York xem cái tăng bao nhiêu. Và sau đó mình sẽ phản bảng giá cà phê bằng tiêu ngày hôm nay tại địa phương Ngọc Tịnh xem thử được ra sao cho bà con tham khảo nha. Bây giờ mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê bằng giá tiêu ngày hôm nay nha. Thưa bà con, chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 5 tại sàn cà phê Ruta thì có tăng trở lại bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm ngày tháng 1 tăng lên 17 đô lên 2.387 USD trên tấn. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 3 tăng lên 14 đô. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 5 tăng lên 17 đô. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 7 tăng 17 đô bà con nha. Thưa bà con, cùng chiều tăng tại sàn cà phê London thì chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 5 tại sàn cà phê Arabica có tăng bà con nha. Giá cụ thể là kỳ hàng nhóm ngày tháng 3 tăng lên 3,80 sen lên 240.85 sen trên bao. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 5 tăng lên 3,65 sen. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 7 tăng lên 3,35 sen. Kỳ hàng nhóm ngày tháng 9 tăng lên 3,10 sen bà con nha. Vậy là chủ phiên dịch ngày hôm nay ngày thứ 5 cả hai sàn cà phê London và New York đều tăng. Bây giờ đặt phụ hào mời bà con, mời mọi người theo mình theo dõi bảng giá cà phê và giá tiêu ngày hôm nay ngày thứ 5 tại cả địa phương Ngọc Tĩnh xem từ đâu đã sao bà con nha. Tất cả bà con, sau đây là bảng giá tiêu xô cả tỉnh ngày hôm nay ngày thứ 5 ngày 13 tháng 1 năm 2022. Thưa bà con, sau đây là bảng giá cà phê, giá tiêu sáng hôm nay ngày thứ 5 tại địa phương của mình là xã Phú Lộc, huyện Krông Năng, Đắk Lắk.